che mỗi mặt tầm pin một một góc đi. Thì như hiện tại này, PV1 bộ tầm pin bị che một tờ GA4 còn 1274W. Ờ, phân solar này. Hiện tại mình đã kết nối bốn tấm pin năng lượng mặt trời Canalion 450W thành một chuỗi 198, bốn tấm phân solar 440W thành một chuỗi 1760W. Chuỗi phân solar đang thua chuỗi Canalion 40W. Mỗi tấm này thua, mỗi tấm phân solar thua tấm Canalion 10W trên một tấm. Đấy, tổng công suất là thằng này là 1760W, thằng này là 1800W. Hiện tại mình đang kết nối vào máy inverter rồi. Máy inverter đây thì PV1 là của 4 tấm Canadian nha mọi người. Đã kết nối lên dàn PV1 này. Đó. PV2 là của 4 tấm First Solar. Đang kết nối lên dàn PV2 của máy inverter. Đó. Thì ở đây thông số đẩy lưới này. Thì mình đang cho máy kết nối online rồi, mình sẽ vào xem trên máy tính cho nó dễ nha. Đấy mọi người. Thì hiện tại trời nó đang lại râm lại rồi. Đây quay này cho mọi người nhìn thấy vừa tấm pin vừa nắng này. Thì hiện tại ở đây thì tấm pin năng lượng mặt trời trời đang hạ, trời nó bức xạ nắng thấp xuống rồi nha. PV1 của Canadian đang là 1069W, điện áp 154V. PV2 của tấm First Solar là 1144W. Đó, điện áp 327V. Thì thằng First Solar nó đang là cao hơn này, cao hơn gần 100W này. Mặc dù công suất danh định đang thấp hơn mỗi tấm là 10W, là 4 tấn 40W này, mà có hiệu suất cho ra vẫn cao hơn này. Mình tính ra vậy loanh quanh cao hơn Canadian 10% hiệu suất nha mọi người. PV1 của Canadian 1069W, 450W. Công suất cao hơn nhưng lại công suất danh định tấm pin cao hơn nhưng hiệu suất cho thu lại lại thấp hơn. PV2 của First Solar công suất danh định thấp hơn nhưng hiệu suất cho ra thực tế là cao hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hiện tại trời nó đang nắng râm rồi, nó chưa nắng đến cái bức xạ đỉnh thì nó sẽ đạt cái hiệu suất sẽ cao nhất có thể nha. Hiện tại bây giờ mình sẽ test trong cái các cái trường hợp mà ví dụ trời râm này, trời râm bị che bóng trên một bề mặt của tấm pin, và để cho mọi người cùng xem nha. Kiếm tờ giấy ra che lại. Ở đây mình sẽ đang có hai tờ giấy A4. Thì mình sẽ che lại nha. Mình sẽ che mỗi mặt tấm pin một che mỗi mặt tấm pin một góc đi. Đó. Mình sẽ che trực quan thực tế luôn đi. Mình sẽ che như này. Hai cái đều mỗi cái che một góc tương đương như nhau. Đó, như vậy. Thì mình sẽ vào đánh giá này. Hiện tại trời nắng lên rồi. Ok. Che này. Rồi mình sẽ đọc nhanh dữ liệu này. Chờ chút đang reload. Rồi mạng nó hơi yếu, bây giờ nó reload cập nhật dữ liệu lên được. Thì như hiện tại này, PV1 bộ tấm pin bị che một tờ GA4 còn 1274W. Ờ, First Solar này tuy bị che nhưng mà hiệu suất vẫn cho ra cao nha, 1597W này, chênh nhau khoảng 300W đấy mọi người. Đấy, thì như thế này thì sẽ áp dụng cho những cái trường hợp ở cho những cái nơi mà ví dụ như là trời bức xạ nắng yếu này, bức xạ nắng nhiều tấm phớt solar nó vẫn cho ra hiệu suất cao hơn, và bị che bóng bởi một số yếu tố như là rập bóng, cây cối rơi lá, hay là nhà bên cạnh che bóng hay cây che bóng, thì hiệu suất của tấm phớt solar vẫn cho ra cao hơn nha mọi người, che bóng một góc tấm pin đó. Đấy, thấy không ạ? Thì như này sẽ hợp cho những cái gia đình nào mà lắp ở phía miền bắc thì trời cũng rất là râm đúng không, miền bắc trời râm này. Vào mùa mưa, mùa đông thì hiện nắng không có nhiều, nhưng mà vẫn lắp tấm First Solar thì sẽ vẫn cho ra hiệu suất cao hơn. Mọi người thấy không ạ? Hiệu suất vẫn cao hơn nha. Thắng ơi, chạy ra bỏ là hai tấm pin đi để cho mọi người thấy. Đấy, mình sẽ bỏ hai tấm pin ra nhá. Canon bỏ ra này, First Solar sẽ bỏ ra nha. Rồi.
Hiện tại mình sẽ đọc cái dữ liệu này. Hiện tại bỏ ra nhờ. Rồi, tấm Canon hiệu suất đang hồi về rồi. Rồi mọi người thấy không ạ? Đạt 1.7 luôn này. Mà Canon mới được có 1.5. 1.62 rồi. Ok. Đó, thì chốt lại nhá. Thì tấm pin năng lượng mặt trời của First Solar đến từ thương hiệu Mỹ thì hiệu suất vẫn cao hơn 10-20% so với tấm pin các tấm pin bình thường như là Canadian này, với Longi, với một số tấm pin phổ thông như ở Việt Nam chẳng hạn, thì sẽ hiệu suất sẽ không được bằng tấm First Solar đâu mọi người. First Solar công suất là danh định thật nhưng mà hiệu suất danh định thấp hơn nhưng mà hiệu suất sẽ cao hơn. Đó. Thì như hiện tại với những nơi mà râm mát này sẽ rất phù hợp cho chúng ta lắp tấm không còn đón nắng nhiều, phù hợp cho chúng ta lắp tấm First Solar. Thì hiện tại thì cái cân nặng của tấm First Solar ấy, đó là loanh quanh là 34-35 kg, Canadian là 25 kg, gần 25 kg nha. Thì mình sẽ quay rõ một nét hơn chút về cái bề mặt cell pin này. Cell pin của thằng First Solar này nó sẽ có những cái cell dọc như này, cell dọc ngang như này, nó sẽ có nhiều cell hơn, nó đến loanh quanh là 260 mấy cell. Và cái mức các cái cell nó ghép lại nhau nó sẽ sát hơn trên một bề mặt tấm pin, vậy nên là mức bức xạ nắng nó sẽ hút được nhiều hơn nha. Cảm giác sờ vào tấm First Solar nó vẫn là nóng hơn nhiều so với tấm Canadian. Tấm Canadian thì cũng so với dòng phân khúc phổ thông thì tấm Canadian rất là ok. Cũng rất hiệu suất, cũng rất là đạt. Và tấm Canon thiết kế có từng mảng cell một để ghép lại với nhau, nối các cấu bơi ba song song được với nhau. Đó. Thì nó như này thì nó sẽ có độ hở ở đây. Độ hở ở đây, ở các cái khe ở đây đang bị hở. Nhưng tấm First Solar nó sẽ kín hết luôn nha. Vậy nên cái diện tích hấp thụ nhiệt thế này các cell pin nó sẽ nhiều hơn. Và cân nặng nó sẽ nặng hơn. Đó, quay cho mọi người xem này. Rồi ok, video của em đến là kết thúc. Chào cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đang theo dõi kênh Điện Năng Lượng Mặt Trời bên em.